Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn làm một video rất nhạy cảm về võ thuật. Thì chia sẻ với anh em là cú đấm nào là cú đấm lợi hại nhất, cú đấm nào là lực nhất và cú đấm nào là mạnh nhất. Thì anh em phải hiểu rõ cho mình rằng là rất nhiều các môn phái bây giờ là có các đặc trưng những cú đấm nó khác nhau. Thì mình chia sẻ ví dụ như có những môn phái mà nó đấm bằng như vậy. Có những môn phái thì để ngón trỏ và ngón đeo nhẫn ngón giữa này là dài hơn bình thường. Có những môn phái thì để mắn đấm dọc là như vậy, giống như Vịnh Xuân ấy. Thì có nhiều môn phái là để tay nó như vậy. Rất nhiều các kiểu đấm khác nhau. Vậy thì môn phái nào là cú đấm mạnh nhất và cú đấm nào là cú đấm mạnh nhất? Thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc ở trong video này cho tất cả anh em đều nắm được. Không thể bàn cãi nhiều nữa. Các bạn đã từng nghe qua câu chuyện là thầy bói xem voi chưa? Thì cái video này y chang là như vậy. Thì anh em biết rồi, cú đấm nào của môn phái nào, ví dụ như karate thì cú đấm của người ta là như vậy. Ngón trỏ và ngón giữa là điểm tiếp xúc. Đây, phần này là tiếp xúc. Thì với người ta cú đấm như vậy á, thì có cái lực xuyên thấu ở bên trong rất chi là lực và rất chi là mạnh. Nhưng mà đối với boxing á, cú đấm người ta rất chi là nhanh và mạnh do người ta chỉ có luyện là đấm thôi, ba đòn đấm thôi. Thì đây là cú đấm của boxing là cú đấm mặt, nó đấm nó bằng là như vậy. Có cổ truyền Việt Nam cũng với karate dường như là nó tương đồng với cái mặt nắm đấm đấy. Thì anh em xem đấy, hoặc là Vịnh Xuân thì mặt nắm đấm dọc là như vậy, hoặc rất nhiều các môn phái khác nhau mình không thể nào kể hết được. Nhưng mà về môn phái nào thì ông nào cũng có triết lý riêng, cũng nghĩ là môn phái của mình sẽ là mạnh nhất và cú đấm của bên mình là lợi hại nhất và mạnh nhất. Ông nào cũng là tự tin là như vậy. Thật sự ra là như vậy chứ không phải là quan điểm của riêng ai, mà ông nào cũng nghĩ là môn phái của mình sẽ là mạnh nhất và sẽ là lợi hại nhất. Thì trong đạo cũng vậy, đạo Thiên Chúa thì cũng nghĩ là chỉ có mỗi đạo Thiên Chúa là chuẩn nhất, chính xác nhất. Thì đạo Phật cũng vậy, cứ nghĩ là người ta sẽ là đúng nhất và hợp lý nhất, quan điểm của người ta sẽ là nhân quả nhất và chuẩn xác nhất. Và rất nhiều các đạo ở trên trái đất này cũng vậy, nhưng mà thực tế ra chưa chuẩn lắm. Mình thực tế ra tất cả các trường phái đều đúng, đều hay, đều đúng. Thì cả đạo cũng vậy, đều đúng hết. Cả đạo Khổng Tử nó cũng vậy. Đó là những cái triết lý mà nó sâu sắc và đúng. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng trái đất của chúng ta được hình thành và được bao bọc và được che chở bởi các vị thần, bởi các vị thần. Nên là có người theo vị thần này, có người theo vị Phật kia, thì chân lý của người ta nó sẽ được đúng với cái cương vị ở đó, nó không thể nào mà 100% được. Nên thành thử ra chưa, chân lý ở trên trái đất này chưa có ai là định nghĩa được hết được. À, nó lớn như đại dương, nó rộng quá, là thành thử ra mỗi ông chỉ nắm được một góc thôi, chứ không thể nào mà bao quát được hết được. Thì đó là cái chia sẻ mà nó khách quan nhất, chứ không có thể nào lập trường là theo ông nào hết. Đó là riêng Toàn là đã là từng là một người nghiên cứu võ thuật, nghiên cứu võ đạo, nghiên cứu các trường phái đạo và nghiên cứu Phật giáo, Thiên Chúa giáo, và học hỏi người ta rất chi là nhiều, nên mình đưa ra cái quan điểm của mình là như vậy. Thì anh em biết đấy, thì với một cái cú đấm để nó lực nhất, thì khi nãy mình nói như vậy thì đã liên quan đến cú đấm đấy. Thì chân lý của ông karate có cổ truyền là đấm như vậy, ngón trỏ ngón cái nó dài hơn là mạnh nhất. Thì boxing mà nó đấm như vậy với người ta là mạnh nhất, thì ông nào cũng chính xác hết, chính xác hết các bạn ạ. Khi mà các bạn công phá thì các bạn không thể nào đeo găng, đấm bể một tấm ván không thể nào mà đeo găng được, thì các bạn phải đấm tay không. Thì đấm tay không thì có triết lý của tay không, mà đấm găng thì có triết lý của đấm găng. Anh thử ra anh em nào lôi cái cú đấm, ví dụ như cú đấm của Vịnh Xuân và cú đấm của các môn phái khác đeo găng vào, tất cả môn phái khác mà bảo đi công phá là không công phá được, đã đeo găng boxing vào là không công phá được. Bóng boxing ông thả ra ngoài, ông công phá là ông không bằng người ta, chắc chắn là như vậy. Thì mình chia sẻ cú đấm lợi hại nhất. Ông Lý Tiểu Long, ông có triết lý, các bạn hiểu rằng Lý Tiểu Long là đi trước thời đại, là một triết lý về võ thuật thì đã có triết lý rất chuẩn. Đó là
Kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, quan trọng là người sử dụng nó. Các bạn phải nhớ cho mình cái câu này, chính là mình đã trả lời các bạn là cú đấm nào là mạnh nhất. Kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, quan trọng là người sử dụng nó. Một kỹ thuật, một đòn đấm nào cũng được, mà quan trọng nhất là người sử dụng, chứ không phải là môn phái nào, chân lý nào, mà là do người sử dụng nó. Ví dụ như cú đấm như vậy, hàng ngàn người luyện mà chỉ được có một người là đấm rất mạnh, thì cái người sử dụng là người quan trọng. Giống như mà bao nhiêu cây đao mà chỉ có một cây đao là bén thôi, là do cái người làm ra sản phẩm đó. Đấy, quan trọng nhất là khu đó. Thế anh em biết đấy, thì cái đó là triết lý của cái video ngày hôm nay. Mình chỉ muốn nói là kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, quan trọng là người sử dụng nó, không phải là đòn đấm. Mà riêng đòn đá cũng vậy, quan trọng là người sử dụng nó. Khi mà các bạn muốn được đòn đấm mạnh, nhanh, hoặc là đòn đá nhanh mạnh, thì chỉ có một cái duy nhất thôi, là các bạn phải khổ luyện. Cung phu khổ luyện mới có, chứ không phải nói mà có được ngay. Thì các bạn phải hiểu chân lý là nó nằm ở khúc đó. Tức là chúng ta phải khổ luyện một cái kỹ thuật, một đòn đánh của chúng ta rất nhiều lần, tập đi tập lại, có thể là dẫn đến chấn thương, mà chúng ta luyện, khổ luyện, thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả của cung phu. Chứ không phải chúng ta cứ đấm như vậy thấy giết thấy bình thường. Nhưng mà các bạn đã bao giờ khổ luyện kỹ thuật đó chưa? Đấy, khổ luyện nó khác, mà luyện nó khác, nó chỉ như vậy là cũng là gọi là luyện. Nhưng mà khổ luyện là các bạn phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt. Có những chân thương các bạn đấm cả ngàn lần, 10.000 lần như ông Lý Tiểu Long chưa? Lý Tiểu Long là ông không, ông có một cái câu để đời là ông không sợ một người luyện 10.000 lần, 10.000 bài quyền, mà ông chỉ sợ một người luyện một kỹ thuật 10.000 lần. Đó, ông chỉ sợ là như vậy, ít tập một đòn đấm mà 10.000 lần là ông mới sợ. Chứ ông không sợ ông kia luyện 10.000 bài quyền. Mỗi lần luyện là như vậy. Thì các bạn phải hiểu triết lý của trong võ thuật là nó đơn giản lắm, nó không có gì mà bảo là phức tạp hết, nó không có gì mà khó khăn hết. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái phương pháp mà chúng ta tập luyện để ra đòn nó nhanh và mạnh. Cái đó là cái quan trọng nhất. Thì anh em phải nắm rõ rằng là cái cú đấm của các bạn bây giờ đang học ở môn phái nào, hoặc đang học với ông thầy nào, không quan trọng. Quan trọng nhất là các bạn phải khổ luyện nó, phải tập luyện nó, thì các bạn mới có đòn đánh nhanh và mạnh được. Thì từ đây thì các bạn đã hiểu ra triết lý là không, đừng có trách như ông thầy của mình nữa. Đó, thầy em thấy ông kia đánh mạnh thế nhờ, đấm bể cái này, đấm bể cái kia, đừng có trách ông thầy, mà hãy trách mình là chưa luyện tới nơi tới chốn. Đôi khi cả ông thầy mà ông chưa khổ luyện cái kỹ thuật đó, nên thành thử ông chưa làm được nhiều cái mà nó giống với người ta. Nhưng mà cái ông kia ông làm được, ông khổ luyện ông làm được. Ông thầy của mình chưa khổ luyện, chưa công phá được, nhưng mà mình có thể làm được, các bạn có thể làm được, tất cả mọi người đều có thể làm được. Và không phải là võ thuật là bảo là anh cứ năng khiếu là anh sẽ làm được, không phải. Năng khiếu của anh nó chỉ quyết định là 40%, còn lại 60% là phải nỗ lực. Đấy. Nếu mà anh chỉ giỏi thôi, tư duy, giống như kiếm tiền thì anh tư duy kiếm tiền nó khác, còn trong tập võ khác. Tư duy mà anh không tập luyện cũng bằng không. Rõ ràng là biết đòn người ta đấm lên là phải đỡ như vậy, đỡ gạt vào như vậy, hoặc là đỡ gạt ra như vậy, là nó đúng trong lý thuyết, là ông thầy dạy như vậy. Nhưng mà ông kia đấm nhanh quá, mạnh quá, đỡ không nổi, đỡ không kịp, ông đấm nhiều đòn quá, đỡ không kịp. Thế là ăn đòn là bị knock out. Thế là do đâu, vì đâu? Đấy, thì chúng ta phải hỏi lại triết lý. Tức là năng khiếu nó không có quan trọng bằng cái khổ luyện. Nếu các bạn cứ khổ luyện, cứ luyện cho nó nhanh và mạnh, cứ luyện một kỹ thuật, hai kỹ thuật luyện đi luyện lại, thì từ đó nó thành cái sở trường của các bạn. Thì mỗi lần các bạn ra đòn rất chi là nhanh và mạnh. Thì các bạn không tin thì các bạn cứ hỏi lên đội tuyển của Việt Nam, tất cả các môn luật người ta tập đi tập lại, không bài hai bài tập giết như vậy, các kỹ thuật tập đi tập lại. Người ta không tập nhiều, trong đội tuyển người ta không bao giờ tập nhiều, tất cả các môn luật không ông nào tập nhiều, tập rất ít, mà tập đi tập lại để nó giống như là một cái người ta gọi là nuốt giáo trình. Là cái giáo trình của người ta thi đấu là như vậy, những kỹ thuật như vậy, những đòn đánh, những chiến thuật, những mảng miếng như vậy, thì người ta cứ tập đi tập lại, nó dập khuôn lên trên võ đài. Người ta nói với các bạn là các bạn mà ở tỉnh lẻ lên trên đội tuyển đi thi đấu hoặc gặp vận động viên của đội tuyển quốc gia, các bạn đánh không lại đâu, đảm bảo luôn. Thật sự ra các bạn có thể là tinh thông hơn nhiều, nhưng mà lên đánh không lại, rất đảm bảo luôn.
Thì nó người ta đập cho một trận đấy, mất công. Nếu mà chúng ta cảm thấy mà học trò mình lên mà đánh mà cảm thấy mà yếu hơn là chúng ta có thể ngưng ngay xin thua luôn cũng được. Đó là thương cho học trò nhà mình, xót cho học trò nhà mình. Còn nếu mà các bạn cố quá thì học trò sẽ bị chấn thương. Nếu mà chấn thương nặng quá thì ảnh hưởng cái đầu của nó, lần sau nó không dám đi thi đấu nữa. Tốt nhất là cảm thấy thua là cho dừng, là thương thương xót cho học trò mình thì dừng. Các bạn biết đấy, trên đội tuyển người ta được đào tạo rất bài bản, những kỹ thuật người ta tập đi tập lại rất điều luyện, thể lực của người ta rất chi là tốt. Thành thử ra chúng ta mang lên trên kia giống như là làm bao cát cho người ta đi thi đấu là như vậy, làm nền cho người ta, bởi vì người ta đã được lập trình sẵn những chiến thuật, lập trình sẵn rồi, nên đó người ta đã biết được người ta đánh như thế nào rồi. Đấy, thành thử ra các bạn lên trên đó vừa đánh vừa suy nghĩ phải đánh như thế nào, còn người ta đã vào đã biết đánh như thế nào, nó khác nhau ở chỗ đó. Tức là lúc ta, chúng ta nhập cuộc chưa biết phải đánh như thế nào, còn người ta nhập cuộc người ta biết phải xử lý thằng này như thế nào, thì nó khác nhau ở chỗ đó. Thì anh em phải hiểu rằng là khi nào chúng ta mà có cái nhìn mà nó bao quát hơn thì chúng ta mới thấy được cái võ thuật hay mọi cái trên đời nó rất đơn giản, nó không phức tạp, mọi cái luôn trên trái đất này nó rất chi là đơn giản với anh em. Nhưng mà chúng ta phải có cái tình thương, phải có cái tầm nhìn nó gọi như là cái tầm nhìn nó sáng hơn, nó không đứng về phía ai hết. Một cái tầm nhìn mình gọi như là tầm nhìn gọi như người ta bảo là tự nhiên là trong gọi như đạo Phật người ta gọi là khơi sáng được cái tâm huệ ấy. Là lúc đó đấy, là lúc mà chúng ta có cái nhìn khách quan nhất, bao dung nhất, mà tình thương của chúng ta lớn nhất. Thì khi nào mà các bạn có tình thương, ví dụ như cả cái ông mà ghét mình hay ông ác nhất của tội phạm, mình vẫn có tình thương với người ta, vẫn có thể là lo lắng cho người ta, đó mới gọi là tình thương bao la. Trong cuộc đời khi mà các bạn đã ngộ ra nhiều cái thì các bạn mới biết được là các bạn thương rất nhiều, thương các loại động vật, thương cái này thương cái kia. Các bạn không cảm thấy ganh ghét, đố kỵ, tham lam, sân si thì các bạn không còn cái đó nữa. Mà các bạn là có cái lòng thương nó đặc biệt hơn những người bình thường. Trong con người chúng ta phải có được cái tình thương đó thì các bạn cũng có tầm nhìn nó cao hơn được. Cái con người của chúng ta nhỏ nhen lắm, ai cũng có lòng tham hết, ai cũng có cái tham vọng ghê lắm. Nhưng mà cái tầm nhìn của những người đó về cái xã hội này chỉ có một cái khía cạnh của người ta thôi, chứ không nhìn được nhiều. Với các tỷ phú vậy, người ta chỉ biết giỏi kiếm tiền thôi à. Thế mà cái kiếm tiền của người ta chỉ giỏi một khía cạnh đó, còn khía cạnh khác không giỏi. Để thời ra không ông nào mà giỏi hết, bởi vì người ta sinh ra, người ta bảo là con người là rất chi là nhỏ bé, con là nhỏ, con người mình rất chi là nhỏ bé. Thì thời ra chúng ta cần phải học hỏi, là tìm tòi, giống như mình suốt lo lắng mọi cái việc công việc mà tìm tòi mọi cái, tất cả cuốn theo cái xã hội này. Nhưng mà cuối cùng đến một ngày nào đó nó tự mình ngộ ra được, khi mà mình đã biết được nhiều cái thì mình mới ngộ ra được là thì ra là mình cũng là đang cuốn vào cái vòng tròn của cơm áo gạo tiền thế này thế kia, đủ mọi cái mình cũng rất chi là nữa. Và hiện tại chia sẻ với anh em là mình dạo này ít ra video là vì một cái lý do này nó ảnh hưởng tới Trung Quốc. Do Trung Quốc các bạn ạ, do Trung Quốc dạo này nó có cái cấm cửa khẩu vì dịch cúm Corona, thì anh em biết đấy, nó đóng cửa khẩu với Việt Nam, thì những cái nhập hàng của Việt Nam về cái hàng Trung Quốc, về côn nhị khúc, nhất là côn nhị khúc là đa số luôn, hoặc côn nhị khúc là Việt Nam đa số là nhập hàng với Trung Quốc. Mà thành thử ra chỉ có mỗi mình làm ra côn á, côn nhị khúc của mình á, côn gỗ, côn như nó mà cái mình làm ra. Bây giờ mình làm ra cái côn nhị khúc, bây giờ là mình không kịp hàng cho khách, mình liên tục sản xuất ra côn mà không kịp hàng cho khách, nên mình không có thời gian mình làm video cho anh em là như vậy. Chứ không phải là mình bận công việc này công việc kia, mà do cái đợt dịch cúm này đóng cửa khẩu, những cái cửa hàng khác hết hàng, bởi vì người ta nhập hàng Trung Quốc không, người ta bán hàng Trung Quốc không á, nó vừa rẻ, Trung Quốc thì đúng rồi vừa rẻ thật, nhưng mà khi mà không có hàng á thì chỉ còn mỗi mình còn hàng, nên là thực ra mình không kịp hàng sản xuất, không kịp cho khách hàng như vậy. Mình có việc ảnh hưởng gì tới Trung Quốc đâu, côn đi khúc mình vẫn còn nhiều, vẫn còn để mình làm ra, mình đâu có ảnh hưởng đâu, kể cả nắp trục xoay mọi cái. Mình dường như là
không bị ảnh hưởng nhiều đến Trung Quốc. Có một số loại găng tay đấm vốc thì có liên quan đến Trung Quốc thôi, chứ còn ngoài ra thì mình côn như khúc là hoàn toàn mình làm lấy mà mình làm ra, thì thành ra cái sản phẩm của mình đến bây giờ thì mới thấy được là nó có giá trị với anh em, với thị trường côn như khúc bây giờ. Chứ côn như khúc bây giờ anh em thấy đấy, muốn mua côn thì cũng rất khó khăn, đặt hàng cái này trước kia không có, người ta không có hàng, mà chỉ có tỏa mà không bao giờ nâng giá như khẩu trang. Người ta thấy được cái dịch này khẩu trang nó nâng giá mà toàn không nâng giá. Côn như khúc của mình này, gỗ căm xe, gỗ nghiến, gỗ sơn huyết, gỗ cẩm lai không lên giá mà còn giảm giá 350.000 xuống còn 330.000, là côn như khúc dây xích nha các bạn. Cái dòng dây xích như vậy này, mình lấy ra cái dòng dây xích như vậy đấy, là mình đã có được giảm giá luôn cho anh em, là chỉ có 330.000, mình đâu có lên đâu. Mình không làm những cái việc thất đức như vậy được. Người ta lên thì việc của người ta, mình cũng kinh doanh, người ta cũng kinh doanh, ai cũng có cái suy nghĩ riêng, nhưng mà mình không bao giờ mình làm lên như vậy. Anh em biết đấy, cái tâm mà như vậy thì cái tầm nó không có cao được. Nếu mà mình tham như vậy sau này thị trường nó lại cái là mình sẽ không có được cái chỗ đứng được. Thành thử ra anh em phải hiểu rằng người phải có tâm thì mới có tầm được. Các bạn để ý, các bạn kinh doanh bất cứ cái gì mình có lời khuyên là chúng ta phải có cái tâm trước thì chúng ta mới có tính đến cái tầm sau. Thì chúng ta phải trở thành một nhà cung ứng, một nhà sản xuất là chất lượng đấy, để chúng ta mới có được khách hàng tiềm năng được. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.